Một buổi sáng thức dậy, Karen đã vô tình phát hiện rằng làng Hero Team đã bị thay đổi. What? Xin chào, mình là Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video thử thách xây nhà theo TNT, vàng và kim cương. Hôm nay Karen sẽ cùng CB và Sammy thử thách trang trí nhà một màu và các bạn đoán xem nhà của ai sẽ là đẹp nhất nha. Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm nút subscribe nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video tên nào, let's go. Nhầm. Trời xanh mây trắng, cây không say nắng mà lại say fan. Ủa, mình có đang bị ảo giác không ta? Mà tại sao xung quanh nhà của mình cái gì mà toàn TNT, cái gì mà đỏ đỏ gì xanh xanh vậy ta? Ôi, hình như là mình đang bị ngủ mơ đúng không vậy? Ủa, sao trên người của mình cũng có TNT vậy? Trời ơi, chắc là mình bị ngủ mơ hay sao, hay là mình đang gặp ảo giác á. Chứ nếu mà trên người bây giờ á mà dính TNT á, mà bị một cái gì đó đốt vô một cái là nó nổ cái bùm luôn á. Ê khoan, nhìn kỹ lại coi. Trời ơi, TNT thật. Ủa, what the hell? Đây là TNT thật mà. Trời ơi, trên người của mình cũng có TNT luôn. Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ê mà khoan đã, trước khi mà để biết con chuyện gì xảy ra, và hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình nha. Mình là Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Minecraft của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video này á thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe, và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để các bạn cập nhật những video mới trên kênh của tôi luôn nha anh em ơi. Trời ơi các bạn ơi, các bạn hãy nhìn nè, tại sao á mình vừa mới ngủ dậy á mà bây giờ xung quanh nhà của mình á toàn là TNT không mà anh em ơi. Thiệt tình luôn á. Không biết là có ai đang cho nữa không ta. Ôi từ, kế bên nhà của mình có Simmy nè. Qua khỏi Simmy coi. Simmy, trời ơi. Cái Ron hả? Ủa, Kai, hôm nay ông thấy nhà mình có gì bất thường không Kai? Cái nhà của Kai bất thường. Trời ơi các bạn ơi, các bạn nhìn kìa, nhìn ở ngoài đây á là cái nhà của mình nó đầy TNT luôn á. Trời ơi. Ai, Kai nói chịu kè nha, cái nhà của Kai phải phong tỏa lại á. Không phong tỏa lại á, thằng nào nó chơi ngu á, nó đốt cái gì cái là nổ banh luôn cái làng này luôn á. Ôi mày khoan đã. Trời đất ơi. Ủa sao, vậy? Sao bộ đồ của chim nhìn lạ vậy? Ai biết gì đâu, bây giờ ông về cái nhà của tôi nè. Trời. Ủa. Trời đất, có bằng kim cương hết trơn luôn á nè. Nhà của CP là kim cương. Wow. Ê, tính ra trời luôn. Đúng rồi, tính ra này phải sướng á. Từ tiên sao nãy chim nói cái giọng nghe buồn vậy? Đâu đi, tôi nhìn nhà ông tôi buồn quá, tôi khóc trong buồn nè. Trời ơi, buồn gì xin mặc bộ đồ. Ủa, hello Sam. Ủa, trời. Ủa, mặc đồ gì kỳ vậy? Trời đất ơi, trời. Mặc đồ TNT luôn. Tính ra là em phải hỏi Sam mặc đồ gì kỳ. Ủa, sao mặc cái bộ đồ gì vàng khè vậy? Bộ đồ rang gì vậy? Ở đâu ra đi mặc cái bộ đồ vàng khè vậy mày ơi? Quay biết không? Ê, quay. Trên tay của Simmy thì cầm kim cương, trên tay của Sammy ta cầm táo vàng, còn trên tay của em cầm TNT nè. Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Ai biết? Cái gì vậy? Ủa sao nhà mọi người biết anh ghê vậy? Ôi nó coi nhà cay kìa. Ôi trời đất ơi. Cái nhà bằng nhà nha cay. Đúng rồi đó, nhà của mình bây giờ á toàn TNT. Ê từ từ vô ghi nhiêu nhà Sim cái coi. Trời ơi, nhà Sim á quá trời kim cương luôn nè. Wow. Trời ơi, cái này lại cần bán, lại là chỉ đang bán bánh vật dầu. Ôi Sam ơi, Sam khoan đã. Nhà của Simmy á thì Sim bị đổi thành cái màu xanh xanh trên cơ thể, nhà Simmy biến kim cương, mà trên người em á thì lại có TNT, cho nên là nhà biến thành TNT. Vậy còn nhà Sam thì sao? Đây coi đây, trời ơi cho nhìn nè, cái nhà như thế ghê luôn nè, cái đâu đây nè. Đâu, quay bên nhà Sam nè các bạn ơi. Bùng luôn. Thấy chưa? Quay ăn đầu quá. Trời. Welcome quý khách, nhà nguyên cây vàng luôn. Nhà Mr. Dịch, đây là nhà Mr. Dịch. Đâu ra, đâu là nhà tôi. Ở đây nhà nguyên cây vàng luôn. Trời ơi, vàng thật, vàng thật. Vàng thật nha. Trời đất ơi, các bạn ơi, các bạn nhìn nè, ở bên trong nhà của Sammy á toàn là vàng không mà anh em ơi. Wow, trời ơi, kiểu này á là Sammy với Simmy á là sống tới cuối đời luôn á. Trời ơi, tại sao mọi người á, người thì được vàng mà người thì được kim cương, mà Kai lại bị biến thành TNT. Xui vậy sợ. Xui cả năm đâu có sao nhờ. Sao không cho Kai biến thành gục lục bảo đi, cho Kai còn có cái gì đó vui vui. Không, mọi người, bây giờ tụi mình gọi là người thì kim cương, người thì vàng, người TNT. Bằng chi tụi mình trang trí lại ngôi nhà tụi mình, trở thành gọi những vật dụng liên quan tới màu sắc của tụi mình luôn sao? Hả? Trang trí lại những vật dụng hả? Ê khoan, Kai hỏi chim nghe là có cái vật dụng gì mà bằng TNT không? Thì nó màu đỏ là được. Nó màu đỏ là TNT đó. Nó màu đỏ nè, nhiều đồ màu đỏ mà. À, tức là bây giờ Simmy với Sammy muốn gọi là trang trí nhà một màu á hả? Đúng rồi. Wow. Hay hả?
Các bạn ơi, cái thử thách này cũng hay á nha. Bây giờ á, dù sao thì nhà của mình cũng đã bị biến thành TNT rồi, thì tại sao mình lại không thực hiện ngay một cái thử thách, đó chính là gọi là trang trí nhà một màu anh em. Nhưng mà bây giờ á, là mình á sẽ trang trí toàn là màu đỏ thôi. Ê, kiểu này á mà ai vô nhà của em á là sau đó sẽ bị chói mắt luôn á, tại vì toàn là màu đỏ không à. Không ai dám vô đâu, không ai dám vô đâu, TNT người ta nhìn là người ta chạy ba mét rồi, đâu ra vô trời, ai mà vô. Sợ lắm. Mình biết là mọi người, mình biết là mọi người ghét màu đỏ à. Ồ xịp à. Dạ, em cho tôi ra, tôi lượm chứ không cho người khác lượm đâu nha. Quăng ra rồi, không cho cây lượm. Thôi được rồi, ok mọi người ơi. Bây giờ Simmy, Sammy ơi, nếu mà đã như vậy rồi á, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một thử thách nha các bạn ơi. Bây giờ Kyron cùng với Simmy và Sammy sẽ cùng nhau thực hiện một thử thách, đó chính là thử thách trang trí nhà một màu. Mình sẽ trang trí màu đỏ, Sammy sẽ trang trí nhà màu vàng, và sau đó là Simmy sẽ trang trí bằng màu xanh nha. Ok, để rồi coi ai là nhà gọi là đẹp nhất nha. Ê, mình nói mọi người nghe nè, tuy là nhà của mình là màu đỏ bằng TNT, nó rất là nguy hiểm, nhưng mà với gọi là cái thần thái và phong cách của mình, mình sẽ là người trang trí đẹp nhất. Tin không? Ghê. Ai tin nhà cái trang trí đẹp? Bây giờ Kim Cương như tôi chắc chắn mới là người chiến thắng á nha. Kim Cương hơi bị tiền quý á nha. Ôi, xin lỗi, hơi có giá nha. Rồi, thôi. Ê, cái đó em nghe nè, cái đó mọi người nghe nè. Cho dù là mọi người có quý tới cỡ nào thì khi mà nhà cây nổ thì mọi người cũng sẽ nổ luôn. Ủa đâu ra giờ chạy sai vậy Cương? nhà của sao mà cũng không cần đỡ rồi. Nhà tôi mất một mẹ Kim Cương não, ông xác định đó nha Cai. Ôi Cai không biết đâu. Cai không biết à. Trời ơi các bạn ơi, nhà của Sammy á thì được phong cận bảo vệ rồi, nhưng mà nhà của mình. Trời ơi, cái gì mà hả cắm chó đây nữa vậy? Rồi cái gì mà vô đây biêu nhà còn hát cơm chó nữa. Nhưng mà bạn biết không, nếu mà nhà của mình mà nổ một cái rồi nha anh em ơi, thì chắc chắn như các bạn một điều rằng là nhà Simmy cũng sẽ banh chành luôn. Ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện thử thách, đó chính là trang trí nhà một màu thôi nào. Và nếu mà bạn phá nào á mà thấy á gọi là căn nhà nào được trang trí đẹp nhất, thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới chấm điểm giúp Kuyon cũng như là Simmy và Sammy nha mọi người ơi. Ok, bây giờ việc đầu tiên của mình đó chính là khi mà trang trí nhà, đó chính là mình sẽ đập đi những cái vật dụng này đó. Ủa đây tính ra có cái ghế màu đỏ luôn nè, nhưng mà thôi không sao các bạn ơi, mình sẽ đập luôn cái ghế màu đỏ này để một tí nữa mình trang trí lại cho nó mượt mà hơn một tí nha. Đấy mấy bạn, trang trí một màu nhá, nếu mà bị trùng màu à lộn, nếu mà bị gọi là khác màu chúng ta sẽ bị phạt đó nha, coi như là nhà nó không tính điểm luôn á, bị chấm không điểm luôn nha. Không, nếu mà chơi theo luật rừng thôi, chị em là phải đập nhà vậy đó, màu nào khác đập màu vậy đó. Ủa gì đập nhà luôn hả? Gì cái này? Cái nào mà sai màu là đập liền. Đó, chơi luật của hội chị em là đáng sợ, là đập luôn à, đó, không cần nói nhiều. Hội chị em có vẻ hơi giang hồ mấy bạn ơi. Giang hồ quá à. Hội chị em giang hồ quá anh em ơi. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ mình sẽ đập hết. Hay là bây giờ á mình gọi là lắp cái nền nhà của mình là bằng TNT luôn mọi người nhỉ? Hợp lý á. Đấy, ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi là đập ra những cái thứ này nè, đó, đập nền đi, và sau đó một tí nữa mình sẽ lắp lại những cái thứ này bằng TNT luôn. Nhưng mà các bạn biết sao không? Ở trong nhà của mình nó có một cái nguyện. Thằng nào xây cái lỗ ngay nhà tôi vậy? Tự nhiên đang đập lỗ đi. Trời ơi, Cai đang đập cái nền tự nhiên có cái lỗ à. Thì tình luôn á, nhưng các bạn biết sao không? Nhà của mình nó sẽ nguy hiểm hơn nhà của mọi người một tí luôn. Đó chính là nếu mà mình sử dụng một cái gì đó liên quan tới bật lửa đó nha, hoặc là đá đỏ đó nha, là coi như nhà của mình tầng teo teo tèo teo teo luôn. Cho nên là mình phải gọi là cẩn trọng lắm luôn á anh em ơi. Nhưng mà thôi không sao, điều đó mới là thứ để khiến cho nhà của mình đặc biệt. Chứ còn nhà kim cương hay là nhà màu vàng hay nhà lục bảo là người ta nói xưa. Trời, không có nhà như tụi tôi mày đặt ghen tị đồ ha, thôi đi. Ủa ghê à? Ghen. Ê, ghen tị hồi nào đâu trời, tôi không có ghen tị nha. Trời, miễn sao bây giờ tí tôi xây đẹp nhất là được rồi. Sim ơi, Sim phải theo phe Cai đúng không? Sim phải theo phe của Cai đúng không? Trời ơi. Đúng rồi, tôi theo phe Cai á. Đúng rồi, trời, Jimmy theo phe của mình các bạn ơi. Đó chính là bởi vì dù mình xây xấu đến cái nào Jimmy cũng sẽ khen đẹp thôi. Trời, làm sao dám chơi xấu được. Đúng không Chim? Trời ơi. Cai là nhất, ôi trời ơi. Cai biết là Cai là nhất mà. Đấy, ok anh em ơi, bây giờ tôi đang ở trong gọi là quá trình lắp cái nền nhà của mình. Ôi các bạn ơi, mình phải nói thiệt luôn á nhé mọi người á, là nếu mà bạn nào mà cảm giác á là mình xây cái ngôi nhà này nó bị chói mắt á, thì mình rất là sorry mọi người luôn. Bởi vì là mình cũng biết màu đỏ của mình chói mắt thiệt. À, nếu mà anh em nào mà chưa biết một cái thông tin đó, chính là Simmy rất là ghét màu đỏ các bạn à. Sự thật. Sim ơi, Sim có biết không, màu xanh và màu đỏ nó là hai cái màu sinh ra để dành cho nhau rồi, nhưng mà Cai đã không ngờ đó chính là Sim lại ghét màu đỏ của Cai. Trời, tôi ghét đâu, mắt tôi
tôi không chịu được màu đỏ chứ. Mình đau lòng quá mọi người ơi. Nhưng mà không, thật ra là cũng may một cái các bạn biết sao không? Tại vì là nếu mà bạn nào mà nhìn kỹ á thì các bạn sẽ thấy là cái block TNT này á nó sẽ không hẳn là màu đỏ đâu, mà nó sẽ có hơi hướng màu cam một tí anh em ơi, cho nên nó là nhìn nó cũng sẽ đỡ mắt hơn xíu. Cho nên là hồi nãy giờ mình build mình cũng cảm giác rất là thoải mái luôn, chứ không có bị gọi là chói mắt hay gì hết trơn đó. Đấy. Mọi người xem tới đâu rồi mọi người? Đang trang trí thôi, trang trí có xây gì đâu, nó hơi mệt tí thôi. À quên, trang trí đúng rồi, đang trang trí. Mấy bạn biết sao không? Vàng mà, kim cương mà, cho nên là tí nó vô nhà của mấy bà là thấy toàn là tiền không. Còn nhà của tôi ai, trời ơi, cầm kim cương mấy bạn nặng quá Sim ơi. Trời ơi, nặng quá. Không mà nặng chỗ để đúng luôn. Rồi, đúng rồi. Bạn nghe bạn nghe mà nó buồn, nó nghe lòng đau chứ. Lòng đau quá trời luôn anh em ơi. Đấy, ok bây giờ. Đấy, lắp xong nền rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ đi tìm những cái thứ nào tên là màu đỏ nha. Đấy, mình sẽ search ở đây. Đó chính là red các bạn à. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ thấy là mình nghĩ là chắc là mình sẽ không cần phải trang trí ở trên đây đâu mọi người ơi, tại vì là ở trên đây của mình á là nó cũng không có gì nổi bật cả. Tại vì ở đây là đã có một cái bộ máy tính màu đỏ rồi, cho nên mình sẽ trang trí tập trung trang trí ở phòng khách thôi, cho nên là giờ tôi sẽ lắp lại cái chỗ này. Đấy, để cho nó thuận tiện đi lại một chút xíu. Đó, ok các bạn ơi, mình sẽ lắp lại chỗ này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ search coi red của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ thấy là có một cái cái gì đây? Táo. Các bạn ơi, táo nè. Wow, rất là nhiều táo luôn các bạn ơi. Mình sẽ đặt táo ở trong gọi là nhà của mình nha. Đấy. Và tiếp theo nữa để coi trong phần red của chúng ta là có vẫn là táo. Sao tao táo vậy? À đây, cây muôn táo à cây. Toàn là táo rồi mọi người ơi. Toàn là táo rồi mà. Thề đúng chén luôn á anh em. Thề luôn ấy. Nhưng mà thôi không sao các bạn ơi. Vì một cái gọi là ngôi nhà hoàn hảo, cho nên mình sẽ vẫn phải cố gắng build sao cho đẹp nhất có thể. Wow, có cái cửa sổ rồi các bạn ơi. Hồi nãy thì mình không biết tại sao, vì một lý do gì đó mà cái nhà của mình đã mất luôn đi cái cửa sổ. Cho nên là bây giờ mình sẽ đặt lại cái cửa sổ ngay đây nè. Đấy, để cho nhìn cái nhà của mình nó thoáng một chút xíu. Chứ nhìn nhà mà toàn TNT không á thì nhìn nó cũng sẽ hơi ngợp một chút xíu đó mọi người. Đấy, ok. Và tiếp theo nữa là mình sẽ đặt ra cái bàn để chơi rock. Đấy, anh em thấy không? Đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người. Cũng may á là trong cái phần red màu đỏ của mình á là nó còn có cái bàn để mình chơi cái nhạc cụ này nè. Và tiếp theo đó là mình sẽ để cái đàn guitar điện kế bên nữa. Mình là một người rất là đam mê âm nhạc các bạn ạ. À, thật ra là mình biết là dù mình hát dở nhưng mà nói chung là mình là một người đam mê âm nhạc, nên là mình sẽ để dụng cụ nhạc trong đây rất là nhiều. Ok anh em ơi, và tiếp theo nữa là sofa. Sofa này, tủ này. Mình có nên đặt giường ở bên dưới phòng khách không nhờ? Thôi mình nghĩ là chắc là nên đó. Tại vì là bây giờ những cái thứ màu đỏ để có thể trang trí được trong đây nó cũng hơi bị hạn hẹp một chút xíu. Cho nên là mình có cái gì thì mình cứ để hết bên dưới đây luôn, để cho nhìn nhà của mình đó. Wow, có cái lều rồi mọi người. Đó mà, nhiều cái mà. Để lều bên dưới phòng khách. Thôi không sao đâu. Thôi không sao đâu mọi người. Trang trí táo bạo. Dù sao thì đây cũng là người ta gọi là mình xây càng lạ thì nó càng táo bạo mọi người ơi. Cho nên là không sao cả. Mình có được cái gì thì mình cứ trang trí hết đi. Ok, và đây là cái bàn học này. Red nữa, ok để mình kiếm coi. Ghế PC, ghế gaming, lộn, nói nhầm ghế PC mấy má ơi. Nãy giờ mình nói xong cái mình lú mất tiêu luôn mọi người ơi. Ok, đặt cái giường nữa là xong. Ok các bạn ơi, và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau trang trí. Và một tí nữa sau khi mà trang trí xong thì chúng ta sẽ cùng nhau chấm điểm coi ai là người trang trí đẹp nhất nha. Wow, ok. Ok tất cả mọi người ơi, thì cuối cùng là bây giờ bọn mình cũng đã xây xong rồi các bạn ơi. Trang trí xong hết chưa nào cả nhà ơi? Xong rồi, trời ơi. Xong hết chưa? Mỏi tay quá. Sim ơi, Sim đã xong chưa? Tôi xong hết trơn rồi nè. Ok các bạn ơi, bây giờ là Sammy, Simmy và mình cũng đã xong rồi. Chúng ta hãy cùng nhau review. Thôi ok, bây giờ Kai là Kai muốn review nhà của Sim trước rồi, Sim thấy được không? Ok, tôi không thích. Ok, Sam ơi, vô review nhà Sam nha. Ê, lộn chưa? Lộn, vô review nhà Sim tìm thấy điểm nào bất thường là chúng ta phải chỉ ra luôn, ok? Đi thôi, let's go. Rồi, đọc lớn, cái gì đây? Ok, rồi, giới thiệu mọi người, ngôi nhà xanh lè, cái lét của tôi có bé mưa, tôi đang ngồi canh chồng nè đó. Ủa sao cái này màu trắng này? Ủa gì ba, cái này chỉ là cái nền thôi ba. Rồi, ok, nó chỉ là cái nền thôi mà. Cây, cây xây cái nền màu đỏ luôn Sim ơi, hồi nãy là cây xây là cái xây cái nền. Trời ơi, tí nữa đi vô nhà của Kai là nhìn nhức mắt lắm luôn á. Người ấy màu gọi là xanh nè, còn cái sushi đồ ăn qua nha mấy má, đừng có lấy đồ ăn về nha. Ở bên này họ xanh lè xanh lướt đầy, nhìn thấy không, nút kim cương. Nút kim cương, nút luôn á, nút luôn á, hai nút kim cương.
sao luôn. Trời ơi, tính lên trời nút kim cương người ta 10 triệu sập người ta mới được luôn á. Trời ơi, không biết chừng nào mới được nhận được nút kim cương đây. Cái chỗ ngủ tôi xanh lè xanh lét luôn. Đây có cái này màu vàng nè. Mày có đèn màu vàng là sao? Ủa thằng ơi, ủa mất rồi, ủa nó mất rồi. À, xin lưng lẹo à. Tôi tự đập rồi, ok, ok. Xin lưng lẹo à. Ngôi nhà tôi nó đơn giản thôi, nhưng mà các bạn biết sao? Cái quan trọng của tôi không phải là mấy cái gọi là gì ta? Ơi, có cái cây màu hồng này xin. Ê, chứ cái nào mà. Quan trọng là mấy cái đồ vật, quan trọng là cái gì ta? Cái tường nhà. Ê, có màu đỏ nè. Ê. Sim mắc hơi bị nhiều lỗi luôn á nha. Ok các bạn ơi, thì đây là ngôi nhà màu xanh của Simi. Thì các bạn hãy gọi là nếu thích căn nhà này hãy đừng quên chấm điểm bên dưới nha. Ok, đi qua nhà của mình nữa nào. Ok. Rồi. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là ngôi nhà màu đỏ TNT của Cú Do. Ra 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 ra. Ê ê bạn bạn ơi. Ủa vậy Sim, cái gì Sim lên đầu xăm ngồi vậy Sim? Trời ơi, nghe nghe là nhà. Bây giờ mình nổ một cái là con không chạy kịp đâu, thiệt tình luôn á. Trời ơi, cái nhà này làm chỉ cần một cái cú gạch sáng hết đêm nay luôn á. Đúng rồi các bạn ơi, cái ngôi nhà này của mình nó chỉ cần một cái gọi là bật lửa thôi là coi như là mọi thứ bùng cháy. Đấy, ok, mọi người thử soi coi có cái điểm gì khác thường không. Toilet toilet lại chưa xây. Trời, mấy bạn nào muốn mình xây toilet mà để nền tiên tây luôn mọi người đừng quên để lại bình luận bên dưới nha. Đó. Đi toilet không không yên cho tôi để cho nó trắng cho nó đỡ nguy hiểm đi toilet. Ok mọi người, thì đây chính là căn nhà của mình, thì nếu mà bạn nào á mà thích căn nhà này thì đừng quên chấm điểm bên dưới nha. Ok, chúng ta đi qua ngôi nhà cuối cùng của Sammy nào. Ngôi nhà siêu. Trời ơi khổ ghê, à lấy đầu cái đây. Đừng có leo đầu cây nha, trời chim nặng lắm á. Không nói gì ta. À không gì, không vậy, có gì đâu, trời ơi. Xin chào mọi người, đến với ngôi nhà của nữ doanh nhân thành đạt. Có thì đã số vàng nhiều nhất thế giới ở trong quê bác. Oh my god các bạn ơi. Nhìn nhà của Sam nè anh em ơi. Trời ơi, nhà của Sam nhìn nó lộng lẫy gì đâu luôn các bạn ơi, vô coi. Mở cái cửa thôi, mở cái cửa thấy vàng rồi. Ủa, gì? Sao có cái này đây? Cái gì vậy? Không, có cái này nữa nè. Ủa, màu vàng nâu. À, vàng nâu, ok, vàng nâu. Vàng nâu. À, cái gương cũng là vàng nâu đúng không nhờ? Vàng nâu là đúng rồi. Mình chủ yếu vô đây để soi đây các bạn ơi. Nói chung là... mọi người ăn táo đi, nói chung là nhà... Wow, nó dài nhiều quá à. Nói chung là nhà của Sam thì mình thấy cũng khá là xịn sò đó các bạn ơi. Ok anh em ơi, trời, ngoài đây còn có cái gọi là, ngoài còn có bể bơi nữa nè. Bể bơi riêng, trời, nữ doanh nhân thành đạt. Đến. Ok các bạn ơi, và nếu mà bạn nào mà thích nhà của Sam thì đừng quên chấm điểm bên dưới nha. Và có lẽ là video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Bye.